chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. 12 ngày định mệnh của nữ giám đốc gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng, vụ Xuyên Việt Oil. Theo kế hoạch, vào ngày 20 tháng 11, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khai mạc phiên xét xử vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Xuyên Việt Oil. Phiên xét xử dự kiến kéo dài 12 ngày, tuyên án vào ngày 5 tháng 12 do thẩm phán Trần Minh Châu làm chủ tọa. Trong vụ án này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 15 bị cáo về 3 tội danh: vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2016-2022, Xuyên Việt Oil đã vi phạm các quy định nhưng vẫn được cấp phép và nhận nhiều ưu ái trong kinh doanh xăng dầu. Công ty này cũng được miễn cưỡng chế nợ thuế và phê duyệt hạn mức tín dụng dù có sai phạm. Để có được các ưu ái này, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã hối lộ tổng cộng hơn 31,5 tỷ đồng cho nhiều quan chức. Danh sách các quan chức nhận hối lộ gồm Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, nhận 1,1 tỷ đồng. Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, nhận hối lộ hơn 13 tỷ đồng. Hoàng Anh Tuấn, cựu Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương và Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương, cùng nhận 5,9 tỷ đồng. Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, nhận hơn 4,8 tỷ đồng. Phan Kiến Anh, cựu giám đốc chi nhánh phân phối lọc dầu Nghi Sơn, nhận 3,2 tỷ đồng. Nguyễn Lộc An, cựu phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước Bộ Công Thương, nhận 921 triệu đồng. Đặng Công Khôi, cựu cục phó cục quản lý giá Bộ Tài chính, nhận 459 triệu đồng. Cũng theo cáo trạng, sau khi trở thành thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, Mai Thị Hồng Hạnh đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát 219 tỷ đồng. Đồng thời, Viện Kiểm sát còn truy tố Hạnh vì vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng tiền thuế bảo vệ môi trường, dẫn đến thất thoát lên tới hơn 1.244 tỷ đồng. Trong đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gây ra ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần, với tổng số tiền lên đến hơn 22 tỷ đồng. Vạch trần nữ giám đốc có tài hô biến cả ngàn tỷ đồng thuế môi trường thành tài sản riêng. Vụ án công ty Xuyên Việt Oil đã gây ra cơn chấn động ngành dầu khí Việt Nam với số tiền thất thoát lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng thành viên công ty, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để thực hiện hành vi tham nhũng và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Bà Hạnh đã lập khống 81 báo cáo tài chính, chuyển hàng trăm tỷ đồng vào tài khoản cá nhân và chôn vùi cả ngàn tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường, đồng thời thực hiện hành vi hối lộ hàng triệu đô la Mỹ để mua chuộc quan chức cấp cao. Vụ án này không chỉ vạch trần sự tham nhũng trong doanh nghiệp mà còn là lời cảnh tỉnh về sự thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước. Vụ án bắt đầu từ hành vi tham nhũng nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý quỹ bình ổn giá xăng dầu và thu hộ thuế bảo vệ môi trường. Mai Thị Hồng Hạnh đã sử dụng số tiền thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỷ đồng thu hộ từ người tiêu dùng nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng vào mục đích cá nhân như đầu tư bất động sản và hối lộ. Cơ quan an ninh điều tra xác định tổng số tiền thất thoát lên đến 1.463 tỷ đồng. Ngoài ra, vụ án còn liên quan đến việc hối lộ hàng triệu đô la Mỹ cho các quan chức cấp cao để duy trì hoạt động của Xuyên Việt Oil và che giấu sai phạm tài chính. Mai Thị Hồng Hạnh đã hối lộ 1.265.000 đô la Mỹ, hơn 29 tỷ đồng cho 8 quan chức, trong đó có các lãnh đạo Bộ Công Thương như Đỗ Thắng Hải và Nguyễn Lộc An. Những khoản tiền này giúp công ty hoạt động mà không gặp trở ngại pháp lý và tiếp tục duy trì quyền lợi kinh tế. Hành vi hối lộ của Hạnh không dừng lại ở Bộ Công Thương mà còn liên quan đến các quan chức trong ngành tài chính và ngân hàng.
Chẳng hạn Lê Đức Thọ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Vietinbank đã nhận hối lộ 600.000 đô la Mỹ để giúp Xuyên Việt Oil vay vốn ngân hàng. Ngoài ra, một số quan chức khác cũng nhận tiền để làm ngơ trước các sai phạm của công ty. Như Đặng Công Khôi, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính và Phạm Kiến Anh, cựu giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn. Tổng cộng nhận hàng trăm ngàn đô la Mỹ và các tài sản giá trị từ bà Hạnh. Vụ án này đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm quản lý nhà nước, sự thiếu kiểm soát trong các cơ quan chức năng và sự thẩm thấu của tham nhũng vào hệ thống công quyền. Hành vi của Mai Thị Hồng Hạnh và các quan chức liên quan không chỉ gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng mà còn làm suy giảm lòng tin của công chúng vào hệ thống quản lý nhà nước. Cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tham nhũng, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình trong công tác quản lý. Việc xử lý nghiêm minh các bị can trong vụ án này là điều cần thiết để gửi đi thông điệp rõ ràng rằng tham nhũng không thể dung thứ. Đây cũng là cơ hội để cải thiện công tác phòng chống tham nhũng, bảo vệ tài sản công và nâng cao hiệu quả giám sát trong tương lai. Vụ Xuyên Việt Oil tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng. Trong báo cáo gửi Quốc hội về công tác của ngành kiểm sát trong 6 tháng từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, Viện trưởng Lê Minh Trí cho biết trong 6 tháng qua, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 468 vụ liên quan đến tội phạm tham nhũng, chức vụ. Nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, khởi tố, điều tra. Trong đó, nhiều vụ liên quan đến các bộ ngành, địa phương có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ nhà nước với các công ty doanh nghiệp tư nhân trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu. Nhiều vụ án điển hình như vụ vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên, vụ tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan, vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh thành, vụ công ty Xuyên Việt Oil. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đánh giá các cơ quan đã có sự phối hợp tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo như vụ Việt Á, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB. Bên cạnh đó, ngành kiểm sát đã tham mưu xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng với những người biết ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, xác định thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả công tác. Về thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong 6 tháng qua, thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 10.135 tỷ đồng, đạt 18,8%. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 29.602 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 4,22%. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng còn tạm giữ, kê biên, tạm ngừng giao dịch nhiều tài sản khác như 1.386 bất động sản, hơn 1,1 triệu cổ phần, 7,1 triệu đô la Mỹ, 153 kg vàng, 327 ô tô, 7 tàu chở dầu. Ngoài ra, một số vụ án thu hồi tài sản cao như vụ Tân Hoàng Minh, các bị can tự nguyện nộp 8.645 tỷ đồng. Vụ Xuyên Việt Oil đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, đến nay, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 11 bị can, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Lê Duy Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, nay là Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Vũ Trung Thành, Giám đốc Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil chi nhánh Hà Nội Phạm Tiến Anh, Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn để điều tra về tội nhận hối lộ. Cựu Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre Lê Đức Thọ bị khởi tố, bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn,
gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Ngày 14 tháng 12 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với ông Lê Đức Thọ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Ông Thọ bị bắt do Cơ quan An ninh Điều tra xác định có sai phạm xảy ra tại vụ án Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty Xuyên Việt Oil và các đơn vị liên quan. Ngày 2 tháng 10 năm 2023, Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Trước đó, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ. Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập, giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định. Vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân. Trước đó, đầu tháng 9 năm 2023, liên quan đến vụ án này, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an A09 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với hai bị can Mai Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1979, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty Xuyên Việt Oil, và Nguyễn Thị Như Phương, sinh năm 1992, Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Quy định tại khoản 3, điều 219 Bộ Luật Hình sự, hai bị can bị cáo buộc có sai phạm xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số cơ quan tổ chức liên quan. Công ty Xuyên Việt Oil là một trong số gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước, được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu ngày 19 tháng 11 năm 2021, hiệu lực trong 5 năm. Một trong những điều kiện quan trọng để Xuyên Việt Oil có được giấy phép làm đầu mối là đáp ứng về hệ thống phân phối, bên cạnh các quy định về cầu cảng, kho chứa, phương tiện vận chuyển, v.v. Tuy nhiên, năm 2022, công ty Xuyên Việt Oil không được Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết nhập khẩu xăng dầu vì công ty chậm nộp thuế. Giữa tháng 8 năm 2023, công ty Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu. Theo đó, quyết định này được thực hiện sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu năm 2023 của 4 thương nhân đầu mối xăng dầu. Theo quyết định, công ty Xuyên Việt Oil cũng phải chuyển ngay toàn bộ số tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu tại doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước và gửi bản sao chứng từ chuyển nộp tiền về Bộ Tài chính, Cục Quản lý giá, Bộ Công Thương, vụ thị trường trong nước. Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, công ty Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỷ đồng tiền thuế. Đặc biệt, số tiền quỹ bình ổn xăng dầu hình thành tại doanh nghiệp này cũng là con số rất lớn, lên tới hàng trăm tỷ đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.